Kính chào quý khán giả và bà con đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Chân thành cảm ơn vì đã luôn tin tưởng đồng hành với chúng tôi để cập nhật thông tin về tình hình nông sản, cách làm hay, mô hình thú vị để bà con tham khảo thực hiện. Với tiêu chí đó, chương trình hôm nay có những thông tin rất đáng quan tâm. Xin mời bà con cùng theo dõi. Nuôi trăng lấy da, mô hình bí thú cho lợi vài chục cho đến cả trăm triệu đồng mỗi năm. Bà con trồng hoa các tỉnh miền Bắc đang lo sốt gió khi hiện nay hoa tươi chưa bằng 1/3 năm ngoái. Sản xuất cây giống bằng phương pháp in vitro mở ra một triển vọng rất lớn ở Lâm Đồng. Thưa bà con, làm giàu từ những mô hình nông nghiệp không ít, nhưng việc làm giàu từ các động vật hoang dã thực khó khăn bởi điều kiện sống, môi trường và cả những thủ tục nhọc nhằn. Thế nhưng nhiều bà con ở Hậu Giang đã làm giàu bằng các mô hình nuôi động vật hoang dã như là cua đinh, càng đước, ba ba được sự kiểm soát của Chi cục Kiểm lâm tỉnh. Muốn nuôi thành công thì nông dân cũng đã thuần dưỡng hoặc tìm tòi cách nuôi của các loài vật này. Và mới đây, trăng gấm được nuôi vừa bán da vừa bán thịt của một nông dân ở huyện Vị Thủy, tỉnh Hậu Giang đang rất thành công. Ai có nhu cầu nuôi trăng cùng chúng tôi gặp người nông dân này, nghe chia sẻ cách chăm sóc như thế nào để da trăng vàng và đẹp. Đàn trăng hơn 20 con với đủ các kích cỡ từ vài ký đến gần 50 ký mỗi con này đã được ông Nguyễn Văn Suối ở xã Vị Đông, huyện Vị Thủy thuần hóa thành công từ 7 năm nay. Thức ăn chính của loài động vật này là gà, vịt, chuột. Muốn nuôi trăng thành công thì khâu quan trọng nhất là vệ sinh chuồng trại. Ông đã xử lý bằng đệm lót sinh học dày từ 5 đến 6 phân dưới chuồng để vệ sinh, tạo môi trường bán nhân tạo gần gũi với tự nhiên. Điều đó giúp da trăng đẹp, mịn, giữ màu vàng, đặc biệt là không gây mùi hôi thối làm ô nhiễm môi trường xung quanh. Trung bình mỗi năm một con trăng sẽ tăng khoảng 20 kg và ông đã cung cấp cho các cơ sở chuyên sản xuất da trăng bằng các hợp đồng được ký kết ổn định hàng năm. Theo đó, trăng trên 40 kg có giá 250.000 đồng một kg, trăng dưới 40 kg có giá 180.000 đồng một kg. Theo đó, mỗi năm ông cung cấp được hàng trăm kg, lời hàng chục triệu đồng. Hoa là một trong những thứ không thể thiếu trong ngày Tết, mang đến sức sống, may mắn, hạnh phúc và thành công trong năm mới. Lúc này bà con nào trồng hoa thì lòng cũng rộn ràng hẳn lên theo Huỳnh Như. Rộn ràng gì nổi anh Sơn Hiền. Làng hoa ở Tây Tụ, Hà Nội, bà con chia sẻ thì đang rầu vì thời điểm này giá hoa tươi chỉ chưa bằng 1/3 so với năm ngoái nữa. Theo các chủ vườn tại làng hoa Tây Tụ, Hà Nội, hoa trước Tết năm nay chênh lệch hơn năm ngoái nhiều. Hoa năm ngoái đắt hơn do thời tiết rét đậm rét hại. Bây giờ cúc rẻ gấp 1/3 năm ngoái. Nếu năm ngoái mua tại vườn là 150.000 đồng một bó đẹp, thì năm nay chỉ 50.000 đồng thôi. Bán lẻ bình thường năm ngoái có khi lên đến 6.000 đồng một bông, năm nay chỉ rơi vào khoảng 1.500 đồng. Bà Hoàng ở làng Năm, Tây Tự cho biết, năm nay nếu tính cả tiền giống, tiền công, phân bón, chăm sóc, tưới tiêu, thì trồng hoa là lỗ. Trung bình cứ một sào cúc được 6 triệu đồng, trừ lên trừ xuống, thế là lỗ. Nhưng để phục vụ nhu cầu chơi hoa trước và trong Tết của người dân thủ đô, làng hoa Tây Tụ năm nay vẫn có một số loại hoa quen thuộc như là cúc, ly, hồng, phân phối ở một số chợ nhằm cung cấp hoa cho Hà Nội và một số tỉnh lân cận. Nhưng trồng hoa không nói trước được cái gì giàu, nghèo, đều là do thời tiết cả. Một điển hình nữa là tại Quảng Bình, do biến đổi khí hậu, năm nay thời tiết có nhiều diễn biến bất thường. Thay vì mưa nhiều vào dịp cuối năm, nắng hạn lại đang xảy ra liên miên khắp các địa phương của tỉnh này. Hàng ngàn hộ dân trồng hoa đang thấp thỏm lo âu, nỗi lo mất mùa vụ hoa Tết. Giữa hoa của gia đình anh Nguyễn Hữu Khiều, một trong những hộ gia đình có diện tích hoa ly lớn nhất xã Lý Trạch. Gia đình anh đã đầu tư cả trăm triệu đồng để mua giống cũng như thuê nhân công trồng hơn 2 hectare hoa ly cho vụ Tết Kỷ Hợi 2019. Những năm gần đây, nhận thấy hiệu quả từ việc trồng hoa, nên người dân nhiều địa phương ở tỉnh Quảng Bình đã chuyển đổi đất trồng lúa kém hiệu quả sang trồng hoa. Để có được những mẫu hoa ưng ý cung cấp ra thị trường dịp Tết Nguyên Đán, thì cuối tháng 11 đến đầu tháng 12 âm lịch được xem là thời điểm quan trọng nhất, quyết định sự thành công hay thất bại của cả vụ hoa. Thế nhưng, thời tiết không thuận lợi đang khiến nhiều hộ trồng hoa ở tỉnh Quảng Bình lo lắng trước nguy cơ mất vụ. Nơi đâu người dân cũng canh cánh mất mùa hoa Tết do dịch bệnh. Nhưng mà chị Huỳnh Như có biết không, có một nơi mà những người nông dân họ không có lo sợ điều này. Là bởi vì họ đầu tư vun trồng một cách bài bản. Đây là cách làm nông nghiệp hiện đại mà chúng tôi nghĩ là ai cũng cần một lần nghe qua và suy ngẫm.
Năm 2018, bà con nông dân Lâm Đồng đã gieo trồng được gần 8.900 hectare hoa các loại, tăng gần 3% so với cùng kỳ. Năng suất đạt gần 380.000 cành một hectare, sản lượng gần 3 tỷ 400.000 cành hoa, tăng gần 9% so với cùng kỳ. Riêng trong vụ đông xuân hiện nay, diện tích hoa gieo trồng trên địa bàn Lâm Đồng là gần 3.400 hectare. Hiện nay đang là vụ hoa chính vụ phục vụ thị trường mùa Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Việc đầu tư, chăm sóc, sử dụng giống mới, ứng dụng nhiều kỹ thuật tiên tiến tiếp tục được bà con đẩy mạnh. Nhờ đó mà chất lượng hoa ngày càng ổn định, năng suất hoa bình quân có thể đạt trên 400.000 cành một hectare, sản lượng đạt trên 1 tỷ 300 triệu cành, tăng 28% so với cùng kỳ. Những loại hoa được các nhà vườn tập trung đầu tư nhiều như cúc, đồng tiền, cẩm chướng, hoa hồng, lily. Nói gì thì nói, những sản phẩm hoa độc lạ thì lúc nào cũng hút hàng đúng không anh Sơn Hiền? Nhưng mà độc còn phải đẹp nữa Huỳnh Như. Chẳng hạn như những cánh hoa này đây, với đặc trưng là lá có màu tím, có hình dạng như những chú bướm, lại có thêm hoa màu tím nhạt trông rất là bắt mắt. Nên thời gian gần đây, cây bướm đêm được một số nông dân ở làng hoa Sa Đéc chọn trồng đang được khách hàng ưa chuộng. Cây bướm đêm là loại cây thân cỏ, được trồng bằng phương pháp tách cây con. Cây sinh trưởng nhanh, trong khoảng 2 tháng là có thể bán. Điểm đặc biệt của cây bướm đêm là ban ngày lá sẽ xòe rộng ra, ban đêm sẽ xếp lại như những con bướm đang đậu. Ngoài hoa đẹp, cây bướm đêm còn có những chiếc lá rất đặc biệt, được chia ra thành 3 hình trái tim ngược. Trên mặt lá nổi gân mờ và một đối xứng, có màu tím đậm rất bắt mắt. Do cây chịu mát nên được nhiều người chọn mua treo trong nhà hoặc để trên bàn làm việc. Hiện giá bán mỗi cây là 20.000 đồng. Ngoài hoa thì các loại nông sản cũng được bà con chăm sóc cung ứng thị trường cuối năm. Tại Lâm Đồng, theo thống kê của ngành chức năng, trong năm 2018, diện tích rau được canh tác trên địa bàn tỉnh là trên 67.000 hectare. Năng suất bình quân đạt gần 353 tạ một hectare. Riêng trong vụ đông xuân hiện nay, diện tích các loại rau, củ, quả trên địa bàn là gần 22.000 hectare. Những loại rau được bà con canh tác với diện tích lớn gồm rau ăn lá, xà lách, súp lơ, bó xôi, cải thảo, rau ăn củ, cà rốt, khoai tây, rau ăn quả, cà chua, ớt ngọt, đậu các loại. Để thuận tiện trong việc tăng cường áp dụng đồng bộ các quy trình canh tác tiên tiến, nhiều hình thức liên kết đã được hình thành. Phần lớn, nông dân đã liên kết với doanh nghiệp theo chuỗi khép kín từ sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Các sản phẩm tiêu thụ qua chuỗi giá trị nông sản thường cao hơn 20-25% so với thông thường. Hiện nay, nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng cũng tiếp tục duy trì ổn định. Xu hướng chung là không mở rộng diện tích ao nuôi, mà chủ yếu tận dụng diện tích mặt nước sẵn có, như các hồ, đập thủy điện, kết hợp nuôi thâm canh. Đồng thời nghiên cứu phát triển các giống mới có năng suất, chất lượng và có hiệu quả kinh tế cao. Năm 2018, diện tích ao nuôi trồng thủy sản trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng là 2.650 hectare, tăng 0,3% so với cùng kỳ, với sản lượng gần 10.000 tấn. Trong đó, diện tích cá nước lạnh là 50 hectare, sản lượng 900 tấn. Hiện nay, các doanh nghiệp đang tăng cường đầu tư chuẩn bị sản phẩm để thu hoạch vào thời điểm cuối năm phục vụ thị trường lễ hội và Tết Nguyên Đán. Trồng cây ăn trái thì người nông dân sợ nhất là điều gì, Sơn Hiền có biết không? Vẫn là nỗi lo cũ thôi Hình Như, đó là mất mùa mất giá. Ai thì cũng biết điều đó rồi, nhưng mà việc người nông dân ứng phó với điều đó như thế nào thì quả thực rất là khó khăn, vì giá cả phụ thuộc vào thị trường, còn sản lượng thì cũng do thời tiết. Nhưng ở Đồng Tháp, bà con ở đây lấy thế mạnh khác để bù lỗ vào đó, nếu chẳng may mất giá và mất mùa như thế. Chẳng trách làm sao mà Đồng Tháp được xem là một trong những tỉnh đồng bằng sông Cửu Long có ngành nông nghiệp phát triển cực nhanh hiện nay. Với lợi thế sẵn có, thời điểm này, nhiều nhà vườn trồng quýt hồng ở huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp đang tất bật đầu tư nhiều hạng mục chăm sóc vườn quýt để đẩy mạnh du lịch, phục vụ du khách tham quan, trải nghiệm trong dịp Tết Nguyên Đán sắp tới. Tâm huyết với làm du lịch, trong dịp Tết này, nhà vườn Trần Hữu Hớn, xã Long Hậu đã đầu tư trên 100 triệu đồng làm nhà chờ, lối đi để mở điểm tham quan vườn cây ăn trái mang tên Út Hớn. Với diện tích 15.000 m2 trồng quýt hồng, quýt đường cùng với sự nhiệt tình và chất phác của gia chủ, đây là nơi hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách nhiều trải nghiệm thú vị. Để thu hút khách thì cái điều
cốt lõi nhất cái chuyện mà tiếp xúc, thì mình làm sao đến người ta vui và về người ta vẫn nhớ mình. So với sản xuất thuần túy thì rõ ràng sản xuất kết hợp với làm du lịch đòi hỏi nhà vườn phải bỏ ra nhiều công phu hơn. Tuy nhiên, lợi ích mang về cho chủ vườn và địa phương cũng lớn hơn. Nhưng mà năm nay thì nói cái tỷ lệ mà trái để đạt như năm rồi thì nó không có đạt lắm. Nhưng mà mình cũng ráng cố gắng sửa cái vườn coi cho nó đẹp, cho mà quý khách thích để chụp ảnh. Như anh Kiệt, thất mùa thì đầu tư du lịch bù lỗ, đó là sáng kiến mở ra hướng đi mới cho bà con không chỉ ở Đồng Tháp mà tất cả bà con làm nông nào nếu muốn khấm khá, giàu có lên. Với lợi thế nằm cách làng hoa Sa Đéc chỉ 10 km theo đường quốc lộ 80, cùng với sự thật thà, chất phát và mến khách của nhà vườn, tin rằng trong năm 2019 và những năm tiếp theo, Lai Vung sẽ là điểm đến không thể bỏ qua của du khách gần xa. Đó là sáng kiến của bà con, còn về mặt công nghệ trồng trọt thì chắc không nơi nào bì được so với Lâm Đồng. Năm 2018 vừa qua, sản xuất kinh doanh cây giống in vitro, đây là cách nhân giống hiện đại trong phòng thí nghiệm, một trong những thành tựu đáng ghi nhận của ngành nông nghiệp nơi đây. Thông qua hướng đầu tư này, bà con, nhất là ở những địa phương chuyên canh các loại nông sản ngắn ngày có nguồn giống đa dạng, sạch bệnh để canh tác, chủ động chuyển đổi cơ cấu sản xuất phù hợp với nhu cầu của thị trường. Khác với các phương pháp nhân giống vô tính truyền thống như dăm cành, dăm chồi, chiết, ghép, tách dòng, nhân giống in vitro có thể tạo ra một lượng lớn cây trồng trong một thời gian ngắn, với chất lượng rất đảm bảo, sức sống tốt. Chính những ưu điểm đó mà đến nay, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã có trên 50 tổ chức cá nhân nuôi cấy, gần 400 bốt cấy. Hàng năm, các đơn vị nói trên sản xuất trên 45 triệu cây giống, chủ yếu là các giống rau và hoa như cúc, đồng tiền, cẩm chướng, khoai tây. Trung tâm giống và vật tư nông nghiệp hiện là một trong những đơn vị chuyên sản xuất và cung ứng giống in vitro cho nông dân Lâm Đồng. Chỉ tính trong năm 2018, trung tâm đã cung ứng trên 5 triệu cây giống các loại cho nông dân các địa phương. Với trang thiết bị và đội ngũ kỹ sư chuyên ngành được đào tạo ngày càng bài bản và chuyên sâu, các đơn vị sản xuất cây giống in vitro trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng đã góp phần rất lớn giúp nông dân, nhất là những nhà vườn chuyên canh các loại nông sản ngắn ngày, chủ động trong việc triển khai kế hoạch canh tác. Giống thì nói chung cái hoa cúc thì nó tới 10 mấy loại nên nó rất là đa dạng. Tôi có một cái vòm nhỏ để tôi đặt cái cây giống từ cái ống nghiệm ra. Xong bắt đầu về tôi mới nhân giống, có đọt rồi tôi mới cắt vô trong vườn tôi mới cấy. Cấy khi nó ra rễ là tôi đem tôi trồng. Cho nên là riêng cái vườn tôi là tôi chủ động được cái giống, cho nên cái vườn hoa lúc nào nó cũng chuẩn. Ở Lâm Đồng, sản xuất các loại nông sản ngắn ngày là lĩnh vực thế mạnh, với diện tích canh tác hàng năm lên đến mấy chục ngàn hecta. Bởi vậy mà ngành chức năng, các hiệp hội nghề nghiệp ở địa phương luôn khuyến khích và tạo mọi điều kiện thuận lợi để nông dân và các doanh nghiệp đầu tư ngày càng mạnh tay cho lĩnh vực sản xuất cây giống in vitro, vừa cung ứng thị trường nội địa, vừa tham gia xuất khẩu cây giống sang nhiều quốc gia trên thế giới. Địa phương chúng ta là khí hậu rất là ôn hòa, thì những phòng thí nghiệm mà đầu tư vậy thì chi phí nó sẽ giảm hơn và có một nguồn nhân lực rất là tốt từ các trường đại học ra. Và ở đây thì ngoài ra là cũng có những cái viện trường để nghiên cứu những cái môi trường mới để mà xúc tiến, để mà xuất khẩu. Trong bối cảnh hội nhập ngày càng sâu rộng như hiện nay, để nâng cao thu nhập trên mỗi đơn vị canh tác, nhà nông cần đổi mới trong tư duy đầu tư nông nghiệp, đa dạng các loại nông sản chất lượng phù hợp với nhu cầu của thị trường. Và sản xuất kinh doanh cây giống in vitro phát triển đã góp phần rất lớn giúp nhà nông thực hiện mục tiêu quan trọng nói trên. Dân đổi mới cách làm nông, nâng cao năng suất chất lượng, quả thật không thể bỏ qua sự góp công rất lớn của việc nhân giống bằng in vitro. Hy vọng những công nghệ mới này ngày càng được phát triển, nghiên cứu, tìm tòi để nông sản của Việt Nam ngày càng chất lượng hơn, vươn xa thế giới. Nội dung này cũng kết thúc bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Rất cảm ơn quý vị và bà con đã đón theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.